Xin chào các bác, chào mừng các bác cùng quay trở lại với kênh Đào Cảnh Tây Bắc. Ở đầu xuân năm mới, xin chúc bác thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều thành công, nhiều tài lộc trong năm mới. Hôm nay em Thanh Trúc tiếp tục lên cho các bác một cái video về cái cây phôi đào phai đi các bác nhé. Thực ra thì cây đào đầu năm như này đánh là không cần phải bầu cũng được, vì bản thân cây phôi đào, cái này là mùa của nó. Nắng quá các bác ơi. Đây, đang đánh bầu đây các bác nhé. Thực ra thì cái cây đào này không cần phải để bầu như thế này đâu. Do là các bác lấy số lượng lớn, lấy nhiều nên là tránh trường hợp mà các bác về các bác trồng không kịp ấy, thì là sẽ đánh bầu như này để cho đảm bảo cây cho các bác thôi. Đánh lên rồi lại quấn lưới đó, để khi các bác vận chuyển đi thì nó không bị vỡ bầu ấy các bác. Ở bên này nhà em còn khoảng độ hơn 200 gốc cây đào bích nhé. Bác nào mà muốn vào đào bích thì bác liên hệ với em nhé. Đây là cây phôi 2 năm các bác nhé. Cây rất là to và đẹp ạ. Mấy giờ rồi em nhỉ? Em mấy giờ rồi nhỉ? 11 giờ rồi, thế cho em nghỉ thôi. 11 giờ. Sáng mai bốc. Qua video đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các bác đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Đào Cảnh Tây Bắc. Rất mong được sự tiếp tục nhiệt tình của các bác với những lượt like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Chị ơi nghỉ thôi chị ơi.